trên tay mình đang là chiếc Nokia Lumia 530 dual SIM, một cái dòng máy rẻ, dòng máy giá rẻ của Nokia vừa mới được ra mắt vào ngày hôm qua. Thì trên tay mình hiện nay đang là chiếc màu đen, và máy có 4 màu tất cả là trắng đen, màu cam và màu xanh lá cây. Thì màu cam hiện nay bên mình vừa mới hết hàng, chưa có hàng kịp, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái Nokia 530 này. Thì cái cách đóng gói cũng tương tự như những chiếc Lumia gần đây của Nokia như 630. Thì chúng ta sẽ mở hộp như thế này. Ở bên trong thì chúng ta có một chiếc Lumia 530 rất là nhỏ gọn ở đây, mình sẽ nói kỹ thêm về nó sau. Ở trong hộp chúng ta có một số những phụ kiện kèm theo: một viên pin, sách hướng dẫn, và cuối cùng là một cục sạc. Thì cái máy 530 này không có cái tai nghe kèm theo, cũng không có cáp micro USB, mà chỉ có một cục sạc kèm theo cùng với viên pin thôi. Ở đây tất cả những phụ kiện kèm theo cái Lumia 530, một cái sản phẩm thuộc dòng máy giá rẻ của Nokia. Và trên tay mình hiện nay đang là ba chiếc Nokia Lumia 530, màu trắng, màu đen và màu xanh lá cây. Thì với hai phiên bản màu trắng, màu đen thì đây là hai cái màu truyền thống trên rất là nhiều chiếc điện thoại mà chúng ta đã biết. Riêng với cái màu cam và màu xanh lá cây thì đây là hai màu tương đối gọi là đặc độc đáo của Nokia. Và bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc màu xanh lá cây để cho nó nổi để giới thiệu với các bạn. Thì đây chúng ta có một cái màn hình 4 inch với cái độ phân giải là 480x854, thì cái mật độ điện mạnh khoảng 246 ppi. Đối với riêng chiếc Lumia 530 này thì nó giống như cái Lumia 520, nó không có cái camera trước, chỉ có cảm biến, loa thoại và cái Nokia, cái dòng chữ Nokia, logo Nokia nằm ở mặt trước thôi. Ở phía dưới thì chúng ta chỉ có một cái mic để chúng ta sử dụng để đàm thoại. Ở mặt sau thì chúng ta có một số những cái điểm giống nhau giữa cái chiếc Lumia 530 với chiếc 630. Thì ở đây chúng ta ở phía trên là một cái camera với độ phân giải là 50 megapixel, và đây là camera fixed focus. Thì nó khác với auto focus của những chiếc điện thoại khác là nó không có thể lấy nét tự động được, mà nó sẽ tự động nó lấy nét cho bạn luôn, bạn không có thể tự chọn để nó lấy nét được. Ở phía dưới thì là một cái loa của máy. Ở cạnh phải thì chúng ta chỉ có cái phím tăng giảm âm lượng và cái phím nguồn máy thôi. Ở cạnh trên thì là một jack tai nghe 3.5. Ở cạnh dưới chúng ta chỉ có một cổng micro USB. Còn ở cạnh trái thì trơn hoàn toàn, không có một cái phím nào cả. Thì với cái mặt lưng là nhựa nhám và khá là bám vân tay. Nó không có, xin lỗi các bạn, là nó không có bám vân tay nhiều lắm, mà nó khá là chắc, khi mà chúng ta cầm tay nó không có bị trơn trượt. Và cái, những cái góc này cũng được bo tròn, cho nên khi mà chúng ta cầm cái máy này trong tay nó rất là dịu, nó không có gây cảm giác cứng tay. Cái trọng lượng của máy cũng tương đối là phù hợp để chúng ta cầm lâu, nó không có bị mỏi tay. Đây là cái giao diện Windows 8.1 của máy. Chúng ta có thể cài rất là nhiều những ứng dụng từ Nokia Store, thì như các bạn đã biết rồi. Ngoài ra thì trong cái Nokia 530 thì Nokia còn cài thêm một cái ứng dụng có sẵn, đó là Lumia VIP. Thì với cái ứng dụng này các bạn có thể sử dụng những cái dịch vụ như ăn uống, thể thao. Các bạn có thể mua những cái voucher, thì đây là một dạng voucher điện tử, thì các bạn có thể được giảm giá trong khi mà các bạn sử dụng cái tính năng này. Về cái nội lực của máy thì máy chạy chip Snapdragon 200 của Qualcomm 4 inch, dung nhiệt 1.2 GHz, và RAM là giới hạn chỉ mức 512 MB thôi. Ở bên trong của máy là 4 GB và hỗ trợ thẻ nhớ là tới 128 GB. Các bạn có thể dễ dàng lưu trữ nếu mà các bạn trang bị thêm thẻ nhớ, chứ bộ nhớ trong của máy thì nó hơi nhỏ. Mình có một số những cái nhận xét về cái phần máy ảnh của máy. Là với cái camera fixed focus này thì các bạn không thể chạm được đây, mà mình chỉ chạm để cho nó chụp thôi, nó sẽ tự động nó lấy nét cho chúng ta. Cái đó là cái gọi là fixed focus đây, rất là đơn giản. Tuy là với cái fixed focus này, với cái Nokia 530 nó không có được trang bị cái Nokia camera như những cái dòng máy khác, nhưng mà mình cảm thấy rất là hài lòng với cái fixed focus, nó lấy nét khá là tốt. Thì với cái lượng pin là 1430 mAh thì các bạn có thể an tâm sử dụng nó trong khoảng một ngày. Còn nếu mà các bạn muốn qua ngày thứ hai thì nó hơi khó, các bạn có phải sử dụng rất là tiết kiệm mới qua được ngày thứ hai. Thì với cái Lumia 530, đây không phải là một cái bản nâng cấp của 520 hay 525, mà ở đây Nokia muốn tạo ra một cái trào lưu mới
cho ra đời cái chiếc 530 này. Chúng ta có rất là nhiều màu sắc để phù hợp với cái đối tượng là những người trẻ, như học sinh, sinh viên, với mức giá rất là tốt, chỉ 2.349.000. Một mức giá tương đối là tốt so với những cái Lumia khác của Nokia khi thời điểm ra mắt, thì có thể coi Lumia 530 là một cái sản phẩm rẻ nhất trong dòng Lumia của Nokia. Thì đây là chiếc điện thoại mà Nokia tung ra để cạnh tranh với những cái đối thủ ở phân khúc giá rẻ khác như Samsung Galaxy V dành cho thị trường Việt Nam, hay HTC Design 210, Philips S388, và mới đây nhất, ông vua của các phân khúc giá rẻ là Asus Zenfone 4. Thì Nokia cho biết họ rất là trông chờ vào cái Nokia Lumia 530 này, với tất cả những cái trang bị cũng như những cái tính năng mà họ kèm theo. Chúng ta sẽ xem cái Lumia 530 này nó có đạt được cái kỳ vọng của Nokia. Mình sẽ hẹn các bạn tại bài tổng kết 10 sản phẩm bán chạy nhất tại Mai Nguyên để xem chiếc Lumia 530 có đạt được những cái thành công như Nokia mong đợi hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.